Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, chiều nay tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước đã trao quà Tết cho hộ nghèo và công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đã trao 81 suất quà tặng hộ nghèo xã Trung Hòa, 50 suất quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Mỗi suất bao gồm quà và tiền mặt với trị giá 1,3 triệu đồng. 119 suất còn lại sẽ giao cho các xã, thị trấn lựa chọn và ủy quyền cho Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Mỹ trao tặng cho các hộ nghèo. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước vui mừng trước những thành tích mà huyện Yên Mỹ đã đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời biểu dương sự quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua của tỉnh Hưng Yên nói chung và huyện Yên Mỹ nói riêng. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Tổng Kiểm toán Nhà nước gửi lời chúc mừng năm mới tới các gia đình hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Yên Mỹ. Chúc các hộ đón Tết cổ truyền đầm ấm và hạnh phúc. Đồng thời mong muốn các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn tiếp tục nỗ lực trong cuộc sống, mạnh dạn phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo.